một sớm mai mùng 2 đầu tháng làm gì để buôn may bán đất đắc tài sai lộc thì đây chính là bí kíp của em nhé. 3 năm nay rồi em đã sử dụng cái tinh dầu thần tài dạ thảo liên. Thứ nhất đó là để xông hàng hóa. Mỗi ngày đều cho 5 giọt vào một cái máy khuếch tán như này, sau đó bật máy lên và xông, cái hương tinh dầu nó sẽ tỏa ra toàn bộ chỗ hàng hóa kho hàng của em, và khi đó nó sẽ xua đuổi hết những cái vận khí xấu, vận khí đen, những cái tà khí vào, thu hút cái tài lộc may mắn đến giúp cho em đắt hàng hơn. Cái thứ hai đó là mùng 1 hôm rằm hàng tháng thì em sẽ pha tầm 5 giọt tinh dầu thần tài vào một chậu nước, sau đó mang đi rửa ban thờ, ban thần tài. Đó, và khi rửa ban thờ, ban thần tài bằng tinh dầu này thì nó sẽ xua đuổi những cái vận khí xấu và mang lại cái tài lộc may mắn và giúp cho mình buôn may bán đắt và sẽ đắt hàng rất là nhiều và mang lại nhiều cái lợi lạc cho mình nhá. Và đặc biệt hơn nữa nhá, nếu như các bác nào mà đi đám về hoặc là đi xa về bị lạnh người ấy, thì các bác hãy lấy tầm độ 10 giọt tinh dầu thần tài cho vào một chậu nước ấm nóng, sau đó các bác sẽ ngâm và tắm bằng cái tinh dầu thần tài. Nó sẽ giúp cho các bác ấm người lên và xua đuổi tất cả những cái thứ lạnh hoặc là những cái thứ nó không sạch sẽ ở trên người các bác đi nhá. Vì sao nó lại có cái công dụng tuyệt vời thế? Vì tinh dầu này được chiết xuất từ cái tinh dầu hồi này, tinh dầu mùi, tinh dầu quế và tinh dầu xả chanh, đặc biệt là tinh dầu trầm hương. Như các bác biết ấy, thì tinh dầu trầm hương nó rất là đắt và nó có công dụng đó là thu hút cái tài lộc may mắn và xua đuổi vận khí xấu. Và trong cái tinh dầu thần tài dạ thảo liên này nó có cái thành phần trầm hương, vậy đâu là nó sẽ làm được những cái điều may mắn đến cho các bác nhé. Và ngày hôm nay em đang có một chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt, đó là mua một tinh dầu thần tài chỉ còn 150 cành một lọ như này thôi, và em sẽ tặng kèm cho các bác một cái máy khuếch tán tinh dầu để các bác về xông lơi ở hoặc là xông kho hàng của các bác, giúp buôn may bán đắt đắc tài sai lộc nha.